Anh chống đi cháu. Cháu không đánh nữa. Ngồi đánh bên trong đi, dạ. Dạo dạo vào trong đánh đi. Dạ, vào bên trong này đánh chứ. Ừ, vào trong này đánh. Ừ, đúng không ạ? Có đây, đây cơ mà, không có vào cửa đây, có vào cái trống này, mặt trống này. Mạnh ạ.